Làm thế nào để được mọi người yêu thương? Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái bí quyết, cái cách để giúp các bạn có được nhiều người yêu thương, và cũng là cách để các bạn chia sẻ với con trẻ để chúng ta có những đứa trẻ tuyệt vời. Và có hai điều khiến mọi người yêu thương chúng ta, đó chính là ăn nói và cư xử. Cư xử thì hãy cư xử làm thế nào đối với cư xử với những người đối diện, hãy cho, hãy nói những cái điều, hãy cư xử những điều mà người ta cần thì người ta sẽ yêu thương mình. Còn mình sẽ phân tích vào rất kỹ vào những cái video sau, và hôm nay mình sẽ phân tích về cách ăn nói thế nào để được mọi người yêu thương, nhiều người yêu thương. Và có 4 nguyên tắc trong ăn nói. Nguyên tắc thứ nhất đó là phải nói đúng sự thật. Các bạn không được nói dối, không được nói sai. Khi mà các bạn nói sai thì gương mặt của các bạn sẽ lo lắng, sẽ buồn phiền, sẽ âu phiền. Và như vậy thì các bạn sẽ đượm buồn và không thể nào có một gương mặt tươi cười. Và người khác cũng chỉ sẽ yêu thương những người có gương mặt tươi cười vui vẻ thôi. Và người ta sẽ không thích những cái người mà buồn hay là hèn nói dối cả. Điều thứ hai trong nguyên tắc đó là phải hữu ích. Có nghĩa là nói những cái điều mà người ta thích nghe, những điều vui vẻ, những điều hạnh phúc, chia sẻ làm sao cho nó có ích với người nghe. Ví dụ thấy đẹp thì khen đẹp, thấy xinh thì khen xinh, thấy thông minh thì khen. Còn nếu thấy xấu thì cái cá nhân của mình nghĩ rằng cái con mắt của mỗi người, cái đẹp cái xấu của mỗi người nó cũng khác nhau, và không đem cái quan điểm cá nhân của mình ra để nói với người khác rằng đừng chê xấu hay cái gì không nói được, không nên nói thì chúng ta sẽ im lặng. Và điều thứ ba là chúng ta phải nói đúng thời điểm. Có nghĩa là khi người ta vui, vui vẻ thì hãy khuyên nhủ, hãy nói. Còn khi người ta stress, đượm, người ta buồn, đau, người ta đau khổ thì đừng nói những cái điều đúng thời điểm, nói đúng cái mà người ta muốn nghe, đúng lúc mà người ta cần nghe. Và đặc biệt là phải nói theo đúng lứa tuổi. Ví dụ trẻ con thì phải dùng những cái ngôn từ dễ hiểu, dễ nghe. Đừng có giảng giải đạo lý cho một đứa trẻ xéo xíu, chúng sẽ không hiểu gì cả. Còn đối với những đứa lớp 7, lớp 8 thì mình phải dùng ngôn ngữ của chúng, dùng ngôn từ của chúng thì chúng nó sẽ đồng điệu, đồng cảm với mình và chúng sẽ nghe mình nhiều hơn. Và cái điều thứ tư, điều thứ tư là chúng ta phải nói bằng tiếng yêu thương. Hãy nói những điều mà hạnh phúc, yêu thương, đừng chỉ trích, chì chiết hay là mắng chửi thì chúng sẽ không nghe đâu. Chúng ta sẽ dùng những từ yêu thương ngọt ngào và dùng những cái ngôn từ để giảng giải. Tất nhiên là cáu giận thì chúng ta cũng phải bình tĩnh và lựa chọn những ngôn từ sẽ giúp chúng ta đi đến thành công một cách tuyệt vời. Bởi vì ngôn từ nó là một cái vũ khí rất là tuyệt vời. Chúng ta hãy cùng nói những điều tốt đẹp đúng thời điểm, nói những điều cần thiết để giúp cho đối phương và những người xung quanh yêu chúng ta hơn. Chúc các bạn được nhiều người yêu thương. Và hãy truyền lại những điều này cho con trẻ. Và hãy follow, hãy đăng ký kênh để lắng nghe tiếp cái phần 2. Đó là cái phần mà cư xử làm sao cho người khác yêu thương mình. Cái phần này rất là quan trọng, rất là dài, rất là tuyệt vời. Hãy cùng lắng nghe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào cái video tiếp theo.